Thầy Chọc vào đời xin gửi tới quý cô bác một số bài văn mã đạo khiến thầy cô chấm điểm cũng hú hồn. Đến với bài văn đầu tiên là một bài văn tả bà làm thầy cô giáo xây sẩm mặt mày, của em học sinh tên là Lồ Thị Tử Cung, với đề bài như sau: tả một người thân trong gia đình em. Em này đã trình bày với nội dung như sau: bà em năm nay 97 tuổi. Mỗi khi nhà em cắt nhau thì mắt bà đỏ lòm như một con đom đóm đực, rồi bà cầm con dao đòi thiến bố em. Cô giáo nghe xong bài này thì chắc là cũng cạn lời rồi. Đúng là học sinh luôn có những tố chất thật là phi thường. Trên đây là một vài áng văn bất hủ, mong quý vị có những giây phút thư giãn thoải mái. Hãy nhấn like, đăng ký kênh để đón xem các tập tiếp theo.